What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy ở trên bàn mình hiện tại đang có hai cái vỏ hộp và các bạn có thể nhìn thấy đây là con Funland SM68BR và còn nữa là con M87S. Con này thì mới ra của thằng Funland năm 2018. Thì đây là phiên bản mới và còn đây là phiên bản cũ từ trước đây. Thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là hai con này thì nó sẽ có những điểm gì khác nhau, những cái gì được cải tiến và những cái gì được cải lùi, và các bạn nên mua con nào trong cái tầm giá khoảng dưới 1 triệu đồng. Thì hôm nay mình sẽ cùng review chi tiết hai con này cho các bạn cùng coi nhé. Ok, let's go. Ok, thì đây là hai cái vỏ hộp của con bàn phím, đều là bàn phím cơ Funland. Thì trước đây nó sẽ có cái mã đó là Funland SM680R, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Cái vỏ hộp của nó sẽ được làm bằng bìa cắt tông và cũng sẽ có in màu, có in cả bàn phím, tên sản phẩm vân vân, và nhìn khá là bắt mắt đó. Đó là màu mè, có đầy đủ các thông tin luôn. Đó, và chúng ta đến với phiên bản mới, phiên bản M87S. Phiên bản này sẽ là phiên bản mới ra nhất của thằng Funland. Nó sẽ thay cho dòng 680R trước đây. Và chúng ta nhìn cái vỏ hộp của nó thì chỉ là một cái hộp bìa cắt tông màu, tức là nó sẽ không có in bất kỳ thứ gì hết, chỉ màu vàng của thằng cái bìa cắt tông thôi. Và có in cái tem Ninja. Bên đây cũng có in tên Ninja và ở đây nó sẽ có in một cái bảng có ghi tên của bàn phím là M87S. Đó, mã số series. Chỉ đơn thuần như thế mà thôi. Thì và qua cái vỏ hộp thì chúng ta đã biết được rằng là con Funland này đã có cái sự thay đổi không hề nhẹ. Đó, ở phía bên ngoài rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phía phần bên trong và sẽ bóc hộp hai con này ra để xem con bàn phím của ta sẽ có những cái gì thay đổi khác nữa. Ok, sau khi mình đã mở hộp hai con bàn phím ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai chiếc bàn phím Funland này. Thì như các bạn đã thấy là cái điểm đầu tiên đập vào mắt khi mà mình mở hộp ra thì đó chính là cái hình con thằn lằn này. Cái hình con thằn lằn của con Funland SM680R đây thì nó đã được hoàn toàn biến mất ở trên phiên bản Funland M87S. Con Funland M87S này thì nó sẽ thay thế là không có hình bất kỳ hình gì hết mà là màu đen thui luôn. Thì như các bạn đấy đấy thì có thể là Funland đã lắng nghe những cái game thủ nói rằng con kỳ đà này thì nó hơi xấu, nên là Funland đã loại bỏ con này luôn. Đây cũng là một cái thay đổi rất là hay của thằng Funland. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần đập vào mắt thứ hai, đó chính là cái phần keycap của con này. Các bạn có thể nhìn thấy phần keycap của con Funland SM680R thì sẽ là phần keycap kiểu dạng hơi nhỏ gọn một chút, thon mà mảnh đó. Kể cả các nút mũi tên cũng vậy, nút cap lock hay là shift vân vân, enter. Các ký tự thì cũng được làm rất là nhỏ nhắn xinh xắn, cái chữ O, số vân vân. Thì đây là thuộc dạng keycap cũng khá là độc của thằng Funland, nhưng mà nó là theo cái kiểu nhỏ nhắn thôi. Và chúng ta sẽ đến với phần keycap của con Funland mới, Funland M87F 2018. Thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một cái con keycap mà theo kiểu rất là tàu khựa, tức là cái kiểu mà nó hơi to và nó kiểu như nó hơi thô một chút này, đặc biệt là mấy cái nút hình tròn như này, cái enter hoặc là nút mũi tên điều hướng đó, nó kiểu to như này dùng để chịu là để cho ánh sáng lọt qua nhiều hơn và nó sẽ sáng hơn. Mình thì mình lại không thích cái kiểu này lắm, mình chỉ thích cái kiểu hơi nhỏ nhắn xinh xắn như của con Funland cũ như thế này đó. Như các bạn thì thích kiểu cây cáp nào hãy comment phía bên dưới nhé. Thì về cái phần di cáp của hai con này, để mình lấy di cáp của hai con cho các bạn coi. Đây là của con Funland SM680R đó, phiên bản cũ, và đây là của con Funland phiên bản mới. Thì các bạn thấy là hai dây cáp này nó cũng có sự khác biệt, đó là một con khá là to, con phiên bản cũ thì nó nhỏ hơn một chút, con phiên bản mới thì nó sẽ làm to hơn đó. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không có gì đã thay đổi đáng kể đâu, hai đầu USB đều có mạ vàng và đều có cục chống nhiễu đó. Còn một chi tiết nữa về phía phần cây cáp này, thì cây cáp của con Funland M680R sẽ là cây cáp low profile, tức là cây cáp nó hơi ngắn
là nó luôn. Và còn cái cap của thằng thằng full lens mới thì nó sẽ là high profile, tức là nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn một chút so với cái con keycap của thằng full lens cũ. Đây mình sẽ nhổ keycap của hai con ra cho các bạn cùng coi. Đó, thì keycap của con full lens cũ thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lại full lens mới, con full lens M87F mới. Thì sau khi mình nhổ keycap ra thì mình cũng thấy rõ ràng. Và cái phần keycap thấp và keycap cao này thì nó có ảnh hưởng gì không? Thưa các bạn, là ảnh hưởng rất là nhiều. Nhất là về cái cảm giác gõ. Thì khi mà dùng con này thì khi mà dùng cái con full lens cũ, tức là keycap thấp, khi mình gõ thì những cái keycap của con bàn phím này nó sẽ không chạm đáy, tức là nó sẽ không có những cái tiếng cạch cạch phát ra khi mà keycap chạm đáy. Còn riêng những con mà đã high profile như thế này thì khi mình gõ thì nó sẽ có thêm tiếng cạch phát ra. Đó, nó sẽ có âm gõ click khác nhau. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất khi mà mình thay đổi cái profile, cái độ cao thấp của keycap. Nó cũng thay đổi cái tiếng gõ luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn coi. Và cái tiếp theo nữa chúng ta sẽ phải cần lưu ý đến sự khác biệt giữa hai cái này, đó chính là những cái switch. Đó. Cả hai thì DAO đều đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng Longhua. Tuy nhiên thì cái switch của thằng full lens cũ, full lens 680R thì nó sẽ được bọc màu đen như thế này. Và của con full lens mới, full lens M87S 2018 này thì nó sẽ để là trong suốt. Đó. Thì nếu như mà các bạn muốn hỏi là nếu mà trong suốt với lại cái để màu đen thì cái nào sẽ tốt hơn và có tác dụng gì? Thì đầu tiên nếu như mà các bạn để ý thì cái con trong suốt này nó sẽ có cái tản sáng tốt hơn, nó sẽ tản sáng ra xung quanh cái switch tốt hơn. Còn riêng cái con màu đen này thì nó sẽ không có tản sáng, nó chỉ sáng ở duy nhất ở trại cái chỗ mà cái ký tự nó phát sáng ra thôi. Và khi mà chúng ta gỡ cái keycap ra thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm khác biệt nữa mà nằm ở sâu phía bên trong, đó chính là cái phần đáy kim loại của hai chiếc bàn phím này. Cái phần đáy kim loại của hai chiếc bàn phím này thì nó sẽ được thay đổi một cách khá là nhiều. Thứ nhất là nó sẽ được sơn màu đen hoàn toàn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ được sơn màu đen, của cái con bản mới thì nó sẽ sơn đen thui luôn. Tức là nó sẽ không có cho phép tản sáng ngược lại, tức là hắt sáng ngược lên. Và như con này thì nó sẽ màu bạc, nó sẽ để nguyên màu bạc phần kim loại thì nó sẽ có tản sáng ngược lên. Vậy cái nào sẽ tốt hơn, cái nào sẽ hại hơn? Thì theo mình cái nào cũng có mặt tốt và mặt hại của nó hết. Cái con như này để kim loại trần thì nó sẽ tản sáng tốt hơn, cho các bạn có cảm giác là ánh sáng hắt lên nhìn rất là phê. Nó sẽ đều hơn toàn bộ cái switch cũng như là đều hơn toàn bộ cái phần play. Còn riêng cái con mà có mình sơn đen thui như này thì nó sẽ không có tản sáng lên được như vậy. Tuy nhiên thì cái phần mà để kim loại trần thì nó sẽ rất là dễ bị reset trong một thời gian sử dụng. Đó, nếu mà các bạn đã dùng con full lens 680R thì các bạn sẽ biết được là cái phần phía đáy rất là dễ reset nếu như các bạn không thường xuyên vệ sinh. Còn riêng cái con này nó sơn lên rồi thì nó sẽ khó reset hơn, tức là nó sẽ bền hơn một chút. Đó. Và cái switch này cũng có một sự khác biệt nha các bạn. Nếu như mà các bạn không biết thì cái con switch mà đen thui như này này thì nó sẽ gõ tốt hơn, tức là nó sẽ gõ đanh hơn. Cái phần độ nảy của nó sẽ cao hơn là cái con có màu trắng, cái con trong suốt như thế này. Và theo mình biết thì cái switch màu đen này nó sẽ đắt hơn một chút so với cái switch màu trong suốt như thế này. Đó. Chính vì vậy mà giá của nó con bàn phím mới này nó cũng sẽ rẻ hơn cái con bàn phím cũ. Đó. Tí nữa mình sẽ cùng test cho các bạn xem cái tiếng gõ của hai con như thế này, để khi mà thay đổi switch thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Đó. Và cái con switch cũ này thì nó sẽ có cái tiếng gõ ca đanh hơn là cái con switch mới. Ok, thì đó là tổng hợp những cái gì thay đổi về phía bên ngoài của con bàn phím này. Đó là tất cả những cái gì mà mình thấy khi mà mình mở hộp con hai con bàn phím này và so sánh nhìn về phía vẻ bên ngoài đầu tiên đập vào mắt. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là phần chế độ đèn LED, để xem thử nếu như hai con này cùng lên LED thì nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào nhé.
Ok, sau khi mình đã cùng cắm hai con bàn phím này vào trong máy tính và có tắt bớt đèn đi thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu ứng ánh sáng của hai con bàn phím này. Đó, sau khi mình để chế độ ánh sáng mặc định, nó là chế độ waving, thì các bạn có thể thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa hai cái bàn phím phía trên là bàn phím full length 680R và phía dưới là M87S phiên bản mới. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái con phía dưới này nó sẽ có cái độ mượt lớn hơn là con phía trên, tức là cái độ khi mà mình nhìn thấy chạy led thì các cái màu nó sẽ quyện vào nhau, còn riêng cái con này thì cái màu nó sẽ phân biệt rõ ràng hơn. Đó, nhìn có một sự khác biệt không hề nhẹ. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng cái chế độ để xem thử coi là mỗi chế độ nó sẽ có khác nhau như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có FN1 thì nó khá là giống nhau rồi. Cái này mình chỉnh thì nó sẽ là thay đổi một màu thôi, không có gì đặc biệt hết. Chúng ta sẽ sang FN2. Đó, FN2 cũng vậy. Vậy thì cái mà mình thấy thay đổi nhiều nhất chính là FN6. Đây. Trước đây thì về chế độ sáng ngẫu nhiên của FN6 của con full length 680R thì nó sẽ sáng ít hơn và nó không có đều. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ sáng rất là ít mà nó không có chạy đều hết. À, cả bàn phím mình rất là lưa thưa. Còn cái con full length M87S mới này thì nó sáng rất là nhiều và sáng đều cả bàn phím luôn, là dày hơn. Đó là cái thay đổi nhiều nhất. Tiếp theo là đến FN7 mà mình đã từng nói đấy. À, như FN7 thì của con phiên bản cũ thì chúng ta sẽ không thể tăng giảm độ sáng cũng như là không có thể ta thay đổi được tốc độ, nhưng riêng về phiên bản nâng cấp của M87S thì chúng ta có thể tăng giảm độ sáng được bằng cách đó là FN cộng nút lên để tăng độ sáng và FN xuống để giảm độ sáng. Đó, các bạn đang nhìn thấy. Cái này rất là hữu ích tại vì một số người nói rằng con full lens 680R này nó sáng quá nên là nhìn sẽ bị lóa mắt nếu mà mình sử dụng trong ban đêm. Bây giờ mình có thể tăng giảm được độ sáng của các chế độ này rồi, còn trước đây thì không hề. Và thứ hai là mình có thể tăng giảm tốc độ luôn. Đây là tốc độ nhanh nhất thì mình bấm nút FN cộng qua phải để tăng tốc độ và giảm tốc độ là FN nút qua trái. FN qua trái thì các bạn đã thấy được là cái tốc độ nó giảm đi đáng kể rồi, đi rất là chậm luôn. Đó, tăng lên thì mình FN qua phải thôi, rất đơn giản. Đó là cái thay đổi mình thấy đáng kể nhất về cái mặt các cái chế độ LED. Và khi mà các bạn nhìn ở đây thì rõ ràng các bạn nhìn thấy là cái độ tản sáng của con full lens 680R thì tốt hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Là nó do nó có cái lớp kim loại màu bóng ở dưới cho nên là cái đèn LED của nó sẽ tản sáng ra toàn bộ xung quanh cái chân phím luôn. Nói chung là rất là sáng. Còn riêng con full lens M87S mới này thì các bạn thấy là nó cũng có tản sáng nhưng mà không bằng cái con full lens 680R ngày trước, mà nó chủ yếu là sáng tập trung ở phần ký tự mà thôi. Cái này thì nó cũng tùy từng sở thích. Đó. Là mình thì mình vẫn thích con full lens 680R hơn tại vì cái bộ keycap của nó đẹp cộng với lại cái độ tản sáng của nó cao. Mình thì mình thích cái kiểu hơi màu mè một chút. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần quan trọng nhất là cái phần khi mà thay cái switch này thì cái tiếng gõ của nó có ảnh hưởng hay không và ảnh hưởng như thế nào. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần test tiếng gõ của hai chiếc bàn phím này nhé. Ok, bây giờ mình đã đưa cái phần ca mic của mình đến gần với hai chiếc bàn phím này. Mình sẽ cùng gõ cái bàn phím M87S trước nhé. Thì con này đang sử dụng switch mới trong suốt của thằng Longhua. Thì cả hai đều sử dụng Longhua Blue Switch hết cho nên tiếng gõ của nó sẽ là có kèm clicky. À, bây giờ mình sẽ chuyển sang gõ con full lens 680R mới. Sau khi mình đã
test được hai tiếng gõ của hai con này, thì cái cảm nghĩ riêng của mình về cái tiếng gõ cũng như cái cảm nhận bấm thì mình vẫn ưu tiên con Fulland 680R hơn, bởi vì con này có cảm giác bấm nó rất là đầm tay, còn riêng con này thì có cảm giác nó nhẹ hơn một chút và nó hơi nhão, thì có lẽ là do nó thay switch mới. Và riêng phần các cái phần space thì hay các cái nút dài phím như thế này thì nó vẫn không có chắc bằng cái con phiên bản cũ 680R. Mình đã gõ thử rồi thì các cái nút dài của con này thì nghe có vẻ lọc sọc hơn là những cái con phiên bản mới đó. Và cái phần tiếng của nó thì con này nghe tiếng hay hơn, cái phần nghe tiếng của con này nó có vẻ đanh hơn, đi vào lòng người hơn là cái con Fulland M87S. Tuy nhiên thì giá của con này hiện tại đã được nhà sản xuất giảm giá thành xuống chỉ còn có 800 ngàn thôi, một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt trong cái tầm giá đó rồi. Còn con Fulland này thì do nó không còn sản xuất nữa, nó đã ngưng rồi, cho nên là cái giá của nó vẫn đang là 830 ngàn, nhưng mà chắc là bây giờ rất là hiếm ở trên thị trường, bây giờ chắc là rất là ít người bán con này mà còn bảo hành dài 2 năm. Đó, còn chủ yếu là bây giờ là họ sẽ bán Fulland M87S. Thì đấy là những cái gì mà mình tổng hợp được cái sự khác biệt giữa hai con bàn phím của thằng Fulland mới ra và con bàn phím của thằng Fulland ngày xưa. Đó, nếu như mà các bạn có ý kiến thắc mắc gì thêm thì các bạn có thể để lại comment phía dưới nhé. Và theo như các bạn thấy, trong cái tầm tiền dưới 1 triệu thì các bạn sẽ lấy con nào? Lấy con Fulland M87S hay lấy con Fulland FM680R? Đó. Nếu như cá nhân của Ad thì Ad vẫn ưu tiên con Fulland 680R hơn, bởi vì mình thích cái cây cáp của nó và cái tiếng gõ của nó nghe rất là sướng, cũng như cái cảm nhận gõ vẫn tốt hơn con này. Còn nếu như mà với tầm tiền mà giá khoảng hơn 800 ngàn thì mình vẫn sẽ lấy cái con đó là con Bossy Ontario, tại vì con đó cũng switch long hua y chang như con này luôn, nhưng mà led có phần mềm tùy chỉnh và cũng như có led nhảy theo nhạc, rất là ngon. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm thì có thể click vào link phía bên dưới, mình để link của tất cả các sản phẩm này để các bạn có thể mua. Và nếu như các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn con nào thì hãy để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ like, share và subscribe giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.